Xin được kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn. Quý vị thân mến, xem tử vi cho tuổi Canh Thìn tháng 12 này thì sẽ giúp cho các bạn sinh năm 2000 biết được những khó khăn và thuận lợi của mình. Bởi do vận khí của con người, mỗi tháng 12 đều khác nhau và không có sự giống nhau giữa các năm. Thế nên bạn cần phải nắm rõ vận hung cát của mình để có những bước đi chính xác nhất. Phần tử vi của tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 trong tháng 12 này sẽ luận giải cuộc sống của bạn theo 4 phương diện luận giải, đó chính là tiền bạc, học tập, tình duyên và các mối quan hệ trong cuộc sống một cách đầy đủ và chi tiết nhất. Sau đây sẽ là phần luận giải tử vi cho tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 trong tháng 12 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 vốn thông minh, lanh lợi bẩm sinh, phản ứng nhanh nhạy, quan sát tinh tế. Bởi vậy, không vất vả khi quản lý kinh tế, tài vụ. Có điều tuy họ biết cách quản lý tiền bạc nhưng không sao chuyên tâm theo đuổi phú quý hơn nữa. Thông thường đối với họ tiền bạc chỉ là phương tiện để đạt được mục đích cao nhất của đời người mà thôi, chứ không phải là thứ quan trọng nhất. Điều họ mong muốn duy nhất đó chính là thực hiện được ước mơ của bản thân. Tháng này rất có lợi cho công việc, học tập của gia chủ Canh Thìn. Mọi mưu sự toan tính đều dễ thực hiện. Mọi việc khó khăn đều có người giúp nên dễ dàng vượt qua. Vì thế cần phải tận dụng cơ hội này để thực hiện những kế hoạch công việc, học tập mà bản thân đã suy nghĩ từ lâu. Tử vi tháng Tân Sửu năm Tân Sửu cho thấy đương số có cơ hội cải thiện thành tích học tập, thi cử suôn sẻ trong năm 2021, thậm chí có người còn thành đạt, đủ thành tích để học lên cao và giành được học bổng. Nhân duyên trong tháng tốt hơn, giúp bản mệnh kết giao được nhiều bạn bè, nhanh chóng làm quen và thích nghi với môi trường học tập mới, được thầy cô và bạn bè trợ giúp tận tình. Canh Dương Kim gặp Tân Âm Kim nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Canh Thìn trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột để gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình của nhà mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng này, bản mệnh được hỗ trợ mạnh mẽ, phương diện học tập của đương số có nhiều điểm sáng, thành tích được cải thiện. Bạn luôn chăm chỉ và tìm ra phương pháp học tập phù hợp hơn, năng lực tiếp thu kiến thức cũng mạnh hơn, khiến cho cha mẹ và thầy cô rất hài lòng. Quý nhân có thể là một người bạn ở ngay bên cạnh, học thầy không tài học bạn, quả là bạn bè có những cách học khiến cho bạn cảm thấy dễ tiếp thu hơn so với bài giảng trên lớp của giáo viên. Tinh thần tự giác trong học tập ngày càng được cải thiện. Bạn hiểu được mình còn yếu kém ở mảng kiến thức nào và tự lấp đầy lỗ hổng bằng những giờ tự học. Tuy đôi lúc không tránh được việc bị các yếu tố bên ngoài chi phối, gây mất tập trung, nhưng may là mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát và kịp thời sửa chữa nên không gây ra ảnh hưởng quá lớn. Việc thi cử trong năm cũng có thể đạt được thành tích như mong muốn, dễ dàng vào được ngôi trường mơ ước. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Vì vẫn đang trong độ tuổi ăn học nên con giáp này chưa cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính, vẫn được cha mẹ chu cấp đầy đủ. Nhờ những khoản tiết kiệm cẩn thận nên mệnh chủ có thể tự sắm cho mình những món đồ yêu thích từ lâu. Với những bạn đã đi làm thì tháng này sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp cho bạn cải thiện được phần nào cuộc sống của mình. Nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ. Thời điểm này, chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Người sinh năm 2000 có một nền tảng kiến thức cũng như là sức khỏe ổn định, tuy nhiên cũng cần phải chú ý đến những nguy cơ tiềm ẩn đối với gan và túi mật. Trong tháng có hung tinh, bản mệnh sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, vì vậy bạn cần phải hạn chế ra ngoài, tụ tập vào ban đêm. Cần phải chú ý khi đi lại,
không nên điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi cho phép để tránh tai nạn, sự cố ngoài ý muốn. Bạn có thể gặp phải những tai nạn bất ngờ khi di chuyển, hay đôi khi ngồi không cũng gặp tai họa trong tháng này, mặc dù chỉ là chảy xước tay chân, không đáng lo ngại, nhưng lại ảnh hưởng đến tinh thần của bạn. Mệnh chủ Canh Thìn sinh năm 2000, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy, có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của mệnh chủ Canh Thìn sinh năm 2000. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Vốn dĩ tuổi Canh Thìn rất hòa đồng, tính cách dễ chịu, nên dù là nam hay nữ mệnh, đi đến đâu cũng luôn được hoan nghênh và yêu quý. Trong tháng này, sự khéo léo tiếp tục được phát huy, giúp cho con giáp này dễ dàng kết giao với những người bạn mới, không chỉ giữ mối quan hệ, tâm giao, thân thiết, chung sở thích, mà còn rất hữu ích trong việc trao đổi bài vở, việc học tập thêm phần hiệu quả hơn. Một số bạn có tư tưởng trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa, có thể xuất hiện tình trạng cảm nắng, việc học tập có phần sao nhãng, cần cha mẹ và thầy cô đôn đốc thường xuyên. Tổng quan tháng 12, âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Canh Thìn trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 12 năm 2021, tức ngày 9 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 12 năm 2021, tức ngày 21 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Canh Thìn trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 12 năm 2021, tức ngày 8 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 12 năm 2021, tức ngày 20 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm 2021, Canh Thìn nằm trong bộ tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hữu họa. Ý chỉ thái tuế đáo đến hướng, những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Canh Thìn sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế, đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Canh Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi của tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 trong tháng 12 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Canh Thìn. Và qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 12 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn đúng không ạ?
Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì quý vị đừng quên nhấn like video này, đăng ký kênh và ấn chuông để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này quý vị nhé. Xin chúc cho quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.